hay là lão nhân của em bấm qua chỉ tài vậy nè. Tay ở đây nè. Tự lấy ơn nha. Giải quyết đi. Vào. Đó, chắc hàng quá trời luôn mọi người. Giờ này là cũng 11. Đi vòng vòng này gì no quá, bây giờ là đi bóp cổ rồi à. Lẩu cũng đã xong hết rồi. Giờ mình ăn cái la xét rồi. Rồi. Hello mọi người, lại là em. Xin chào mọi người nha. Hôm nay em tiếp tục tác nghiệp YouTube. Bây giờ là 8 giờ 15 phút mà đường phố mặt trời nó còn giống như là 2 giờ trưa vậy. Đó, bây giờ là tụi em bay bay đang đàn đi ăn lẩu. Lẩu Hồng Kông. Kêu Hồng Kông đi chứ kêu Trung Quốc hoài cũng được. Hôm nay dịch hết mà tụi em được chích 2 mũi. Cho nên là bây giờ là xả cảng, bung lụa, bung nóc. Đó, đi theo cái anh xe trắng hôm trước á. Để đi ăn lẩu nha. Đó. Gần sắp tới cái chỗ đó rồi. Bây giờ mình tới cái chỗ đó mình sẽ làm review cho các bạn coi. Cái tiệm lẩu này ở đây cũng lâu năm rồi nhưng mà nó mới vừa mở lại sau dịch thôi. Không biết là nó có cái món gì mà đặc biệt không. Bây giờ xin mời mọi người đi theo tụi em ha. Ở đây đúng không? Ở đây nè. Dạ, đây có quán Mỹ Tho. Mỹ Tho thấy không? Mà nó để là Mỹ Tho Creek Town Tavern. Ủa sao kỳ ta? Quán tên Mỹ Tho mà là đồ của Ai Cập. Là sao? Hy Lạp. Cái này mình có đi ăn rồi nè. Ừ đúng rồi, chỗ này là chỗ bữa mình đi. Trời ơi, ông Minh nãy giờ ông quảng cáo được gì vậy trời. Nó ngay chỗ Chinese Hot Pot Buffet. Ờ đúng rồi. Ờ mấy bạn. Ờ vô đây nè mấy bạn. Chỗ này hai chồng hay đi ăn đó hả? Thì đúng rồi, thành nãy giờ đó hả? Rồi đóng cửa luôn. Cái tiệm giống như cái bắt quái. Chỗ này có đi ăn rồi. Đây, xin giới thiệu mọi người nghe cái bên ngay chỗ Global Hamilton News. Đó. Mình vô cái parking lot. Bắt đầu. Xong vô mấy bạn ơi. Mọi người hỏi có cần bịt khẩu trang không, nhưng mà em suy nghĩ lại là đi ăn lẩu thì làm sao phải bịt khẩu trang. Cho nên là cứ việc mở mặt ra cho mọi người nhìn. Đó, thêm gia đình đại gia bên này nữa. Đó, ba người nữa. Ôi, tiệm lẩu hôm nay may mắn rồi. Đây, giới thiệu với mọi người Chinese Hot Pot Buffet. Ủa, xe ủ rồi. Ừ, cái này xe em hồi đó. Mà chắc giờ có người mua lại rồi. Rồi nha, xin mời mọi người vô nha. Cái này đi rồi, bạn ơi. Trong trong đây có mấy cái lẩu nhiều. Có mới ra một cái lẩu mới nữa đó. Vô. Rồi, em vô quán lẩu đó mọi người. Nhìn món lẩu rất là đẹp, rất là sang trọng. Way to be seat. Rồi, mọi người không có cần phải đeo. Mọi người không cần phải đeo khẩu trang mà vô đây phải có trang đó, ở đây mình có vừa tiếng Hoa với lại vừa tiếng Anh. Ở khi mà mình muốn ăn là mình cứ đánh dấu chọn vô trong mấy cái multiple choice ở đây đó. Các bạn thấy tiệm lẩu không, đây cũng có nhiều người ăn lắm các bạn. Đây mình đi vòng cho các bạn xem ha. Ô, dịch chứ mọi người cũng đây cũng xả cảng bung lụa dữ dội nè đó. Rồi đây em có được một cái ghế chỗ này. Ừ.
Can I ask we free for video, right? So yep, it's yep. No band, right? Yeah, yeah. Thank you. I have a question. What about the two them? How much is the cost for two? Okay. Yeah. Yeah. Okay. So. So we are in the half price. The adult half price as well. Yes. Half price loan, yeah. On discount, maybe you think. Oh, is it on house? No, 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 half price loan. Ông chủ ở đây, sẽ trả half price và mình sẽ được half price. Giờ riêng với con nít thì được half price luôn các bạn. Nói chung là ở đây. Ở đây nó có giá. Đây xin giới thiệu với mọi người nè. Người lớn. Dịch nóng dao. Ở đây là nó ghi là per person. Yeah. Per person là 34.95. Con nít là nó sẽ giảm được 16.95. Ăn thì chỉ giới hạn trong vòng 2 giờ, 2 tiếng thôi bạn. Ủa, thằng Lâm cái nhắn nó địa chỉ này kia vậy? Cái này, thôi thôi nó ăn còn nhiều không anh đi ăn. Chị nhắn cho nó. For waste food, có nghĩa là mấy bạn ăn mà mấy bạn bỏ thừa đó, là nó sẽ chạc 3 đồng trên 100 gram đó các bạn. Cho nên là nhắm lấy ăn cho hết. Còn không thì mấy bạn phải lấy cho đủ, vừa đủ. Chồng ăn cái khác cho ăn bởi. Hai cái đâu em thì ăn gia vị thuốc bắc nha. Thuốc bắc là ăn cái gì lam. Thì lam đó. Ăn nhân sâm. Nhân sâm mà. Ồ có nhân sâm nữa. Yeah, có nhân sâm mà chết con gì. Ở đây là mình chọn anh ăn là nhân sâm, lẩu xương. Nhân sâm là ăn vô là ông ăn là bà khen á hả. Ồ vậy được á. Ok. Chị ăn thử cái nhân sâm đi. Chưa. Em ăn nhân sâm không? Mà nó ngon vậy trời. Đây nó có nhiều gia vị lẩu lắm bạn. Nó có từ số 1 đến số 2. Szechuan spicy là sao? Szechuan spicy. Green Szechuan pepper. Szechuan pickle. Vegetable, herb and lamb spicy. Em xin tiếp tục nha. Thì cái đầu tiên là 4 cái cay đó. Cái dưới nè. Cái đó là. Thôi chị ơi em ăn cay đi chị ơi. Em không ăn nhân sâm đâu. Em ăn cái gì cay? Cái đầu tiên luôn á. Szechuan phải không? Szechuan spicy á. Cái đó là tiếng Trung á. Doesn't matter. Bốn cái cay á. I can do it. Doesn't matter. Này thôi mình đi vòng cho mấy bạn xem trước đi, rồi lát hồi mình sẽ vô mình ăn ha. Để coi nó bán gì. Bún củ cải trắng. Này củ cải trắng nữa bạn. Bún củ cải trắng. Tàu hủ kỳ cũng có luôn. Này là gì vậy ta? Khoai mỡ hả? Khoai mỡ sắc lát hả? Nói củ sen. Trứng cút nè, có trứng cút đây nè. Đây là mình mua là tất cả các món mình có thể ăn được á, là có nghĩa là mình trả 35 đồng. 36 đồng. Đây tiếp theo là này là gì anh? Cái này là chè. Chè mà sao để chung với lại dầu cháo quẩy đó. Scallop chiên. Rồi mình thấy thì mình cũng hơi sao đây còn có vài cục thôi ta. Chắc mình tới 8 giờ chứ. Bánh bao chiên. Bánh cam. Đây là mấy cái món tàu hủ bột á. Các bạn. Ăn mấy cái này là dễ no lắm nè. Tàu hủ không à. Chả cá, tàu hủ. Rồi ở đây có bíp bò, bò viên, xúc xích, rồi cua giả nữa. Đây là mấy cái loại cua thiệt nè.
này là giống như kiểu fish page, như chả cá thác lát rồi này nọ đó. Đó, nó đều bỏ đông đá hết nữa bạn. Có tôm luôn, tôm. Cái này là các bạn tự chọn đó. Abalone là cái này là em cũng biết kêu là cái gì nữa. Surf clam, kêu surf clam nè. Surf clam. Hải sản ha, mussel. Mussel đây, con này con mussel nó kêu Việt Nam mình là kêu con chém chép á. Thế này nó cũng ít món quá anh, không có nhiều đâu anh. Qua tới hàng rau cải nè, rau cải tự chọn mà bạn muốn ăn cái gì cũng có. Đây có tần ô nè, cải cúc. Rồi đây có cabbage. Cabbage này là cải bắc thảo các bạn. Tiếp theo là nấm đông cô. Trời ơi, sao mấy người này để không hấp dẫn vậy? Để em xếp lại nè. Quay vô cho mấy người xem, mấy bạn xem ha. Hấp dẫn không? Chắc em vô cái lúc mà gần hết hay gì mà cái này nó để không có đầy ấp. Để em đi hết cái gian hàng này hả? Nấm kim châm. Trời chị, sao nó để không hấp dẫn vậy đó? Em đăng lên YouTube mà nó xấu quá hả? Thấy không? Cái mình vô chúng lúc mà gần hết hay gì á. À, khăn lông bò nè các bạn. Khăn lông bò kêu nó đem lên cho nó nhiều để vô cho người ta mình làm review cho mọi người xem đồ. Cái này là ruột già nè, trời ơi, đây có bán luôn ruột già mà nó cũng bán đây nè. Ừ, nó để cho mình luôn. Ở đây là cật với lại gan ha. Rồi xong, nó kêu là pork kidney là ruột già đây. Đó, pork testing luôn. Trời ơi, intestine. Qua tới hàng sốt, mấy bạn muốn làm sốt như kiểu gì? Có đủ loại sốt luôn. Garlic, pork sauce, shrimp sauce, là mắm tôm á, shrimp sauce nè. Chinh chờ anh làm sốt sau chỉ em làm anh đó. Đây là có anh đại đây, nên anh đại em bao cho nên là em quay đó, anh sẽ bỏ hết tất cả các loại sốt vô. Ủa vậy hả? Cái gì anh cũng bỏ vô á. Nói chung là sốt sốt thực phẩm á đó. Anh đâu lem hai dĩa muối hai dĩa đường vậy. Ăn lẩu mà đeo khẩu trang sao ăn trời. Chứ không lẽ người ta hát xì vô thôi sao mình biết được. Đó, coi chị này chỉ làm sốt không hiểu cái sốt loại gì luôn. Cái này sốt chắc bỏ trong lẩu quá. Nước mắm chấm bỏ vậy ngon. À, là mình nêm thêm hả? Mình theo chị này đi để có cái để mình quay mình gửi cho mấy bạn xem ha. Đây là review trong cái quán lẩu mình vô hơi trễ. Trời ơi, chị ăn ớt dữ vậy chị. Tương á, tương nè, họ xín nè. Bỏ này, bỏ kia. Họ xín trôi đó. À, họ xín sốt à? Ơi, nước mắm. Nước mắm à? Nước mắm ở trong cái chai à? Ở lần kia. Đó, nước mắm à. Bây giờ là mình đi tới cái hàng xì bay xì sốt đó. Cái này là ớt sao đấy? Ôi tùm lum ớt. Ôi trời ơi. Cái đó là hot sauce, là nó vừa cay vừa lẩu phộng ở trong. Ơi satay sauce là. Ớt vô cái này chấm lẩu nè. Đó, còn cái bạn bên kia kìa. Bạn bên kia bạn lấy được hai dĩa ha. Ăn cái gì? Chúng hỏi liền. Rồi bây giờ em tự lấy món ăn rồi xin mời mọi người theo em á thưởng thức món ăn của ngày hôm nay.
tuy là nó không có nhiều như mọi bữa, nhưng mà em nghĩ chắc cũng ngon đó. Qua đây có hàng đồ ngọt. Ô, ice cream cũng hết luôn. Cái gì kỳ vậy ta? À, nó không phải hết mấy bạn. Nó kêu là pre-ask server for ice cream. Nó không cho mình lấy tay á. Nói đụng. Rồi qua tới hàng đồ ngọt nè, trái cây, rau câu. Ha, à, đây có kim chi nữa nè. Rong biển. Tôm luộc. Lỗ tai heo. Ồ. Tới với gian hàng lỗ tai heo luôn. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ đi lấy dĩa mình gấp ha. Mấy bạn ơi, tại vì mùa dịch á, thì nó nói là nó không có show ra bên ngoài nhiều á. Thì giờ ở đây nó sẽ có tờ giấy để cho mình điền vô ha. Mình sẽ điền thêm những cái món mà mình cần. Tại vì những cái món đó là những cái món mà nó không có đem ra ngoài á. Bây giờ tôm thì ở ngoài có đó. Mình sẽ show cho bây giờ mình lấy 14 con, mình là 5 người. Ồ, điểm luôn, 7, điểm luôn. 7 người, mình là 28 con, mà mình lấy chừng 20 con thôi. Đó, giờ là mình sẽ điền vô trong tờ giấy để mình lấy ra ha. Đây có những cái món mà nó sẽ không có show cho mình xem, nó bỏ ở trong bếp á. Thì bây giờ mình phải order. Đúng rồi đó, Trang lấy ra người kìa. Này là order, này là không phải là chặt thêm tiền nha, mình tại mình đóng luôn cái phần bao bụng rồi, ăn all you can eat á, ăn bao bụng ha. Đó, bây giờ chỉ bỏ vô là 20 con hào. Nguyên cái bàn 20 con hào luôn. Chỉ người 2 con. Đúng không? Chỉ order đi, cái bà hầu kia. Can I order 2 cook with 3 half of Thank you. Bye, uống gì không? Để lát rồi bé ngủ bia sao? Ủa cái đó có tính tiền không? Khúc á, nước ngọt có tính tiền không? Đây một đồng mấy nè. Ồ, the soft drink nè các bạn. Là tính 1 đồng 75 ha. Cái này là extra jack. Nó kêu là ice. No, cái này là tiền tip. Automatic. Hello. Tiền tip nó chặt mình 15%. Ờ, chị kêu đi, chị kêu mấy cái lẩu luôn nha. Cho ở đây luôn ha. Ồ, chưa gì hết là anh thích rau rồi. Trời ơi, do ăn lẩu mà anh ăn rau không rồi trời. Trời rồi đi lấy cái salad này vô ăn rồi trời. Đi ăn lẩu bao bụng mà sao ông kêu rau không vậy trời? Ông kia nữa. Ăn lẩu bao bụng mà đi ăn rau không trời? Đó, có thêm một gia đình vô nữa rồi. Đó, có thêm gia đình vô nữa các bạn. Đây có bảo vô ăn à. Ai vậy? You know me? Hey boy. Hai boy. How are you? How are you? You have to say I'm fine. Thank you. Vô order 20 con hào rồi đó, nó không có đem để ngoài. Chinh sen nè, hải sâm à, nhân sâm với hải sâm gì á mà. Con lít là nửa tiền à, người lớn là nguyên tiền à. Gì sao không có của ai con nó để vậy đó. Trời ơi, ổng đi kêu thêm rau nữa rồi, hai dĩa rau luôn, quá dữ. Con đồ ăn mà lấy cái xô à, còn là lấy cái xô đó. Bây giờ là mình đi lấy đồ ăn các bạn. Đây có chị này, chị pick đồ ăn nè, giờ em quay cho mấy bạn xem coi chị ăn cái gì ha. Chị bầu, chị ăn cái gì chị bầu? Sim pay, sim pay, rồi này đỏ đỏ này là tôm đó, cái đỏ đỏ là cá, cái ở trên kia là pork,
Rồi để coi anh Đại thì anh lấy gì nè. Đó. À, có hỏi chủ quán là tại vì không có show ra nhiều là tại vì sau 9 giờ là mọi người sẽ bỏ vô trong tủ đá mấy bạn. Muốn ăn gì thì điền vô trong cái đơn đó rồi mình đem đưa cho người ta thôi. À, đó, anh này đang mơ sồ. Đó, anh lựa cái con màu đỏ đỏ chứ anh đừng lựa con màu trắng anh. Con màu đỏ ăn mới ngon. Đó, màu đỏ là cái con mái. Ê, con cái, còn cái màu trắng là con đực ha. Các bạn lưu ý là vậy để ăn cho nó ngon ha. Còn cái này trời ơi anh ăn toàn là bột không, cái này anh ăn bột à, quá trời bột luôn, cái này no hơi luôn á, cũng no rồi. Đó bây giờ mình lựa xong rồi, bây giờ mình chờ lẩu để mình thả vô ha mấy bạn. Rồi đây sau đây tất cả mọi người đã có lẩu rồi ha, bây giờ đợi cho nó sôi các bạn. Đây là cái nồi lẩu của mình, super cay. Nó để bốn trái ớt. Đó, đây có nhiều loại lẩu lắm. Cái nồi lẩu bên đây nó sôi rồi nè. Lẩu bên đây sôi rồi. Đây là lẩu nhân sâm. Super cay, super spicy. Cái hàng bên đây thì lẩu sắp sôi. Mấy cái nồi lẩu bên kia sôi hết trơn rồi, nồi lẩu của em còn y nguyên. Tự hỏi là lỗi của em bấm qua chữ tài vậy là đúng chưa? Tay ở đây nè. Bộ này là đó. Của anh chữ tài mà. Nè, có chữ bên đây nè. Không phải. Cái chữ này nè. Đồ. Anh mới chỉnh qua cho nó im. Cái chữ đó đang tài đó. Đó chữ mới im nè. Đúng không? Vậy là cái bấm này nè. Mình dốt tiếng Hoa mà. Rồi bấm tới nè, đó rồi. Anh thấy nó hình giống chữ người. Nè, giống chữ người là chữ tài ấy mà. Chữ tài. Cái gì? Đó. Rồi xin mời mọi người thưởng thức ha. Cái này chưa kịp ăn. Bây giờ sôi rồi. Nhìn rất là ngon miệng luôn mấy bạn. Rồi. Uống thôi. Uống thôi mọi người. Đó, bây giờ bỏ thịt vô bò vô nè. Ê, bớt lại kìa, cái lẩu của nhỏ đó, đứa nhỏ nó sôi quá à. Xong bỏ cái gì cho nó nè, ốc nè. Con đi lấy đi con. Con lấy mì đi con, đây nè, đổ gốc đó. Ăn đi bú. Bỏ giùm em hai con oyster vô trong cái nồi của em đi. Tại em đang quay à. Anh chưa có ăn nha. Đưa xin ma tờ bỏ vô đi, nó sôi rồi thôi chứ gì đâu lo. Đó, thank Kiều. Đó, xin mời mọi người ha. Ở đây em thấy là Lâm có cái miệng ăn ngon nhất. Anh bỏ vô ăn thử cho em quay, em mời mọi người ăn. Đó, xin mời mọi người ha. Ăn tự nhiên đi anh, đừng chừa ai hết anh. Anh tự nhiên. Đây, ở đây cũng có một cái anh ăn cũng rất là ngon miệng. Xin mời mọi người thưởng thức ha. Dạ, đây là món lẩu. Lên chưa, ăn thoải mái đi. Xin mời mọi người. Em tự hỏi là nguyên cái bàn này không biết chừng nào nó mới hết. Nhưng mà tại chắc lẩu chưa sôi á.
Đây là lẩu xôi rồi con bỏ gì vô, bỏ đi con. Bên độ con kìa. Ăn gì thì bỏ vô đó con. Bớt lại. Nhiều quá đừng nhiều. Đi ăn lẩu là phải ăn như vậy mới gọi là ăn lẩu đó. Xin mời mọi người ăn ha. Thôi bốc lên ngầu đó. Wow, rất là hấp dẫn mọi người. Wow. Đúng rồi, giỏi đó. Xin mời. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu thưởng thức thôi. Xin cái muỗng. Đây có cái gì? Rất là ngon rồi. Dạ, vô kiếm. Ngon anh. Cho biết cảm giác đi anh. Quá tuyệt vời. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Rồi mọi người có gì thì comment ở phía bên dưới cho em biết, xin ý kiến ha. Dạ nay hôm nay đại gia đình đi ăn lẩu vui quá. Hello, xin chào mọi người, gặp lại mọi người. Sau khi mà con mắt nó bự hơn cái bao tử thì bây giờ thì tụi em đã đánh hai viên bột. Tụi em đã đánh gần xong hết nguyên một bàn. Và bây giờ chuẩn bị đây, những thực khách đi vòng vòng tại vì no quá. Đi vòng vòng tại vì no quá, bây giờ phải đi vòng vòng để cho nó xuống rồi bắt đầu vô còn ăn tiếp nè. Đó, bây giờ anh vô thế rồi nè. Đó, bắt đầu lửa sôi. Mình ăn tiếp thôi các bạn. Cũng gần xong rồi. Đánh quá trời luôn. Anh ăn tiếp đi anh. Mới đi ngó lơ luôn rồi. Đi móc cổ hả? Đi móc cổ ói hả? Sau một hồi phân xử thì đây tập thể dục để cho nó xuống. Bây giờ mọi người nào gấp thì tự chịu trách nhiệm nha, tự lấy ơn nha, giải quyết đi. Không, em có gấp gì trong đây đó, không có gì liên quan đến em quay phim mà.
Ừ. Này nè, 1, 2, 3 xì món hết luôn. Không, 1, 2, 3 à. Này nè, có 3 dĩa, còn dĩa đâu phải. Dĩa này hả? Ừ. Xì món luôn. Dĩa này nấm nãy lấy ra. Không, nữa mẹ ơi. Bây giờ quy ra trách nhiệm mấy bạn. Bây giờ ăn không hết đó là người ta phạt là 3 đồng trên 100 gram. Bây giờ quy ra trách nhiệm ai lấy người đó tự xử. Bây giờ cơm no rượu say rồi, bây giờ con mắt bự hơn bao tử, đây còn dư được mấy cái bánh bao. Đó bây giờ xin chào nghe ai thua ăn, ai thua ăn vậy đó. Đó rồi. Rồi mấy bà bầu đang đi vòng vòng ở ngoài để cho nó xuống cân rồi vô ăn tiếp. Thương nè, anh ăn lát thịt rồi. Trời ơi, giờ anh nhập một đống rồi nè. Một đống rồi, cái đó là anh với một bún với một đó. Thử đi, nè. Có 3 người đó. Trời ơi, ông chủ này lãnh lương nè. Giờ nay ông chủ bao luôn. Mày bệnh thấy ông chủ rồi. Trời ơi, tại đó, giờ cao lên xíu ông chủ. Đó, này này ông chủ sang quá. Mạnh dữ. Mạnh dữ. Mẹ mà bà chủ qua nè. Nay nay anh chị Tư đãi cho bà lẩu bữa nay. Bây giờ gây lẩu cũng ai ăn. Ơi thật là hạnh phúc biết bao. Đó bây giờ đi vòng vòng. Nè mấy bạn, ở đây còn người ta xếp hàng đây nữa nè. Đông dữ lắm á. Ăn gì nữa vậy con Khía? Con Khía lấy cho Dữ Út một cái cục đó thử coi. Ăn hết không? Ăn hết mới lấy nha. Không tính tiền nữa. À, con cũng ăn nè, nó phải không ăn. Ủa, xếp hàng quá trời luôn mọi người. Giờ này là cũng 11 giờ rồi. Mà 11 giờ đóng cửa mà ta còn nhận khách. Đâu cho Dương Út ăn thử này coi. Trời ơi. Đây là scallop rồi mọi người. Còn anh với tôi. Thôi hết được rồi, hết được rồi. Hết được rồi. Trời ơi, hết rồi. Đếm bò ra. Ai có trách nhiệm? Ủa, phải có trách nhiệm đi chứ. Nó chung nhau mà. Đứng dậy nhảy nhảy đi. Bây giờ này tắt đi. Này tới món la sét rồi các bạn. Ice cream. Đó. Với lại bánh bao chiên. Ở đây thấm dầu á. Thấm dầu á. Bao chiên ha. À, ice cream. Rồi. Bây giờ là tới tiết mục la sét của mọi người sau khi cơm no rượu say. Ok, sau đây thì lẩu cũng đã xong hết rồi, giờ mình ăn cái la sét rồi các bạn. Rồi xin em cũng xin kết thúc chương trình tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã đón xem video của em. Nếu thích thì mọi người cho em một nút like nha. Rồi, nè, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người, bye bye, bye bye. Oh yeah, oh yeah.